Hằng Ni xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Hằng Ni cùng với hai đại diện của công ty Paddy Spa, công ty Lexor đến đây để đưa đến cho quý vị những thông tin của những mặt hàng đang rất được yêu chuộng của công ty Paddy Spa, công ty Lexor, cũng như là những promotion đang rất là hấp dẫn của công ty. Trước hết thì Hằng Ni xin chào Jennifer Nguyễn cũng như là anh Hanson Trương. How are you guys today? Doing great, thank you. Jennifer, xin kính chào quý vị ở đài Little Saigon TV và xin kính chào Hằng Ni. Hanson cũng thân ái kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của Saigon TV và chào Hằng Ni. Phải nói là hai gương mặt đại diện chính của công ty Paddy Spa, công ty Lexor đến với chương trình rất là nhiều lần, cho nên bây giờ là nhuần nhuyễn lắm rồi phải không? Hết sợ rồi phải không? Cũng hơi run. Không quen. You guys always look great. Đẹp là được rồi. Thank you. Bây giờ trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái promotion đang rất là hot của công ty Paddy Spa. Thì Hằng Ni muốn hỏi là Jennifer, mình có cái promotion gì hôm nay này? Actually, cái promotion mà Jennifer muốn nói với để dành cho quý vị á, là cái promotion này đã qua hết hạn hồi tháng 8 rồi, mà tại vì có quý vị nào yêu cầu extend cái promotion á, thì bởi công ty Lexor đưa cho quý vị một cái promotion đặc biệt, the same one. Hằng Ni biết không, cái promotion này, promotion mà buy one get second one 50% off. Promotion này như Jennifer nói là đã expire đấy, over tháng 8 rồi, nhưng mà rất là nhiều quý vị gọi vào xin Excel extend thêm nữa. Chương trình này quá hấp dẫn, do đó quyết định công ty Excel quyết định mang promotion này trở ngược lại cho tháng 9 và extend tới cuối tháng 9 này. Một cái promotion đã bị hết hạn vào tháng 8 thì bây giờ sẽ được dài hạn qua tháng 9 nữa. Đúng rồi. Là cái promotion như thế nào? Buy one get the second one 50% off, là mua một mua cái thứ hai được 50% off. Đúng. Phải không? Là mua cái gì? Đó là khi quý vị gọi vào để hưởng promotion này, đó là chương trình promotion buy one get second one half off trên chiếc ghế đẹp nhất mà tốt nhất mà theo anh Sinh là thích nhất, đó chiếc ghế Luminous của công ty Lexor. Một trong những chiếc ghế mà đang bán chạy nhất của công ty phải không anh? Đúng vậy, công ty Exo hiện tại có hơn 7 mẫu ghế. Không hiểu tại sao mà Luminous vẫn là top sale của công ty trong suốt 2 năm vừa qua. Thì như Hằng Ni biết thì Jennifer cũng rất là hào, gọi là rất là hãnh diện vì chiếc Luminous này. Yes, my favorite. It's yes. My favorite design. Hanson nghĩ là cái sự yêu cầu mà tại sao mà Luminous được bầu chọn một trong 5 kiểu mà đẹp nhất, sorry, 107 kiểu mà đẹp nhất cũng như bán chạy nhất của công ty Exo hiện tại bây giờ. Bởi vì Luminous được trang bị bởi da Ultra Rider. Là cái dàn da mà tốt nhất hiện tại bây giờ mà chỉ có kiếm tại công ty Exo mà thôi. Cái thứ hai, một cái feature nữa của ghế Luminous đó là cái calf support, là cái phần mà gối chân mà thể nhất được để chà Scarlett rất là tiện lợi. Và cái thứ ba, như là Hanson và Jennifer always nói hoài, đó là hệ thống autofill. Cho đó một chiếc ghế Luminous được trang bị tất cả những thứ đó. Cho nên Hanson nghĩ đó lý do tại sao mà Luminous được bầu chọn là một trong những chiếc ghế đẹp nhất và ưa chuộng nhất trong 2013 cũng như 2014. Feature rất là hay của chiếc ghế Luminous, ví dụ như là dùng da Ultra Leather. Là lúc trước Jennifer cũng có nói với Hằng Ni là cái da Ultra Leather này mình dùng trên máy bay phải không? Nó dùng ở trong mấy cái environment nào mà nó very rigorous giống như là máy bay. Yes. Ở trong bệnh viện cũng có, ở trong phòng mạch gia sĩ cũng có. Thì mấy cái chemical mà they xài để clean hoặc là để sanitize thì lúc mà dùng ở trong cái salon á, thì cũng như thế thôi. So it's made for rigorous environment. Bởi nó mới last, nó mới bền. Bền được. Nhưng còn một cái nữa là calf support. Calf support là ví dụ như nếu mà mình đi làm nail thì mình cũng biết, khi mà mình đưa cái chân lên để mình chà callus, chà da chết á, thì cái chân nó mỏi mệt dữ lắm. Cho nên cái calf support như quý vị thấy trên màn hình á, thì nó sẽ nâng đỡ cái chân của mình lên. Đúng, đỡ mệt mỏi phải không? Cho chúng ta comfortable hơn phải không? Đúng. Cái footrest của Luminous nó không phải là chỉ là cái nhấc lên bình thường, mà có thể một cái function mà mình nhấc lên để cho khách gác chân. Do đó nhiều khi mà trước khi ra cái Luminous này thì nhiều tiệm họ phải lấy những cái hộp hoặc những cái cuộn khăn để họ gác chân khách lên, hoặc là nhiều cái thợ cầm rất là mệt mỏi. Cái function này rất là tiện nghi, khi mình để xuống thì nhìn rất là đẹp, khi mình cần mình chỉ nhấc lên mà thôi. Và đặc biệt những cái rất là dễ dàng chùi rửa. Do đó tại sao mà khách mà mua Luminous mà không mua mà đổ xô vô mua Luminous á, hay xin nghĩ phần lớn là bởi vì cái phần sinh đó. Calf support. Còn cái autofill nữa chứ, tại vì Hằng Ni rất là mê cái autofill này. Mỗi lần mà trên truyền hình mà nhắc tới cái chữ autofill thì Ni lại nhớ ngay đến công ty Lexor. Tại vì Ni biết công ty Lexor là một trong những công ty đầu tiên mà mình có ra cái hệ thống autofill này. Rất là dễ dàng cho những cái người thợ, nhiều khi mở nước lên rồi cái đi lấy đồ nghề cũng an tâm hơn phải không? Đúng vậy.
cái technology mà về autofill công ty EXO thì đã quá stable rồi. Tụi này đã bắt đầu nghiên cứu và sản xuất đưa thị trường năm 2007. Do đó sau quá trình mà anh xin nói là 7-8 năm thì cái technology nó rất là stable. Do đó nếu quý vị đã có ôn những cái ghế của công ty EXO mà có hệ thống autofill thì quý vị cũng biết, hoặc quý vị chưa từng ôn thì nên thử hệ thống autofill công ty EXO. Anh xin comfortable nói rằng hệ thống này sẽ làm cho quý vị rất là an tâm và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Như vậy một lần nữa đó, kính thưa quý vị, đó là những cái promotion rất là hay của chiếc ghế Luminous. Mua một cái lấy cái thứ hai được 50% off. Rất là mà hay. Mà chương trình này chỉ only được extend, mà extend only tới cuối tháng 9 này mà thôi. Và trên cái gọi là cái stock available của hãng hiện tại bây giờ. Do đó quý vị nếu mà để hưởng promotion này, xin gọi cho công ty EXO ngay lập tức để được hưởng cái promotion đặc biệt nhất trong năm 2014. Promotion này sẽ được hết hạn vào tháng 9 này, kính thưa quý vị. Cho nên quý vị nào mà curious muốn tìm hiểu về chiếc ghế Luminous cũng như muốn mua những cái promotion hay như thế này thì quý vị cứ gọi vào cho số phone đó là 1-866-733-4772, hoặc là quý vị cũng có thể vào trong website đó là www.lakeshore.com. Nói về chiếc ghế Luminous thì Hằng đi muốn hỏi thêm về cái màu của nó. Mình có nhiều màu không? Có nhiều lựa chọn không Hanson? Cái màu thì hiện tại trên Luminous có được 4 màu, chứ không màu da. Và cái phần màu spore base, cái phần bồn đó, thì mình có 2 màu. Da thì mình có 4 màu đó, màu cappuccino. Khách rất là thích, tại cái màu đó nó rất là dễ dàng trang trí với tất cả những furniture trong tiệm của mình. Màu thứ nhì đó là màu burgundy. Màu thứ ba là màu Neptune, là cái màu xanh mà rất những cái tiệm mà ở ngoài biển hay những tiệm mà trang trí cái cảnh mà cho nó tươi. Rất thích cái màu Neptune này. Dạ, mà đặc biệt anh xin nói màu Neptune này chỉ only có tại EXO mà thôi. Cái màu rất là hay, rất là đẹp. Để màu cuối cùng đó, những vị khách mà muốn cái màu bình thường mà dễ sạch sẽ, không muốn màu mè lắm thì có màu đen. Thì Luminous có hiện tại 4 màu đó là cappuccino, burgundy, Neptune and màu black, màu đen. Và Jennifer nói thêm là ở trong cái 4 lựa chọn đó thì vẫn còn cái base, cái basin để match mấy cái màu đó luôn. Hay. Nhưng mà mình nhiều khi mình cũng đâu có cần sợ là cái màu nó có dơ hay là không đâu, phải không? Tại vì mình biết nha, cái ultralight nó ngộ lắm. Ví dụ như quý vị nào mà thấy chiếc ghế của mình nó bị dơ đó thì mình cũng có thể lau chùi nó gọn gàng lắm, nó không có bị bám vào cái dơ đó ở trong cái ghế lâu ngày, phải không? Như Jennifer hồi nãy mới nói thì ultra được xài cho những nơi mà có rất nhiều chemical. Thì đặc biệt ultra đời cũng vậy. Nếu mà nước sơn bỏ vào, quý vị chỉ đơn giản lấy acetone mình chùi một cái mà mình không hề lo là acetone nó sẽ làm hư được cái da. Bởi vì cái độ bền và cái mà khi mà cái hãng mà ultra đời làm đó, họ đã test rất là kỹ về những cái chemical. Và also họ test luôn cái đua PD của cái da. Do đó ultra đời thường thường khách mà đã xài rồi thì biết độ bền của nó từ 5 tới 8 năm chứ không phải như 1-2 năm giống như những cái da khác. Hay. Vậy nó là đáng giá quá phải không quý vị? Jennifer rất là thích chiếc ghế Luminous này. Như vậy thì Jennifer thích màu gì? Jennifer thì tính tình của Jennifer tươi lắm. Tươi. Right? I love cái màu xanh Neptune. Tại vì it's very clean, nó very relaxing. Lúc mà Jennifer bước vào cái salon nào mà nó có nguyên hàng Luminous mà màu xanh á, oh my goodness, it feels so calming. That's bởi vì đó là Jennifer mê cái màu đó lắm. Như vậy có phải cái màu Neptune là cái màu mà bán chạy nhất không? Actually no. No, it's not. Là không phải ai cũng thích cái sự tươi mát như Jennifer. Cái màu mà như Việt Nam mình thì thích đỏ cho nó hên. Thì một trong hai cái màu mà người Việt Nam mình thích đó là màu đỏ và màu burgundy. Và cái màu nữa là màu cappuccino, cái màu mà nó dễ dàng trang trí với tất cả những đồ này cho mình. Nhưng mà cái trend của 2013 trên Jennifer để ý 24 á, bắt đầu đổi qua màu Neptune rất là nhiều từ. Nhưng vẫn không phải là màu bán hot nhất bây giờ. Mà Jennifer thấy là lúc mà người ta design cái một cái salon á, bây giờ hồi đó là nó more traditional thì nó xài mấy cái màu đỏ, màu cappuccino, mà bây giờ Jennifer thấy là cái trend về hướng mà sleek, modern, very high class modern. Thường thì tại vì Ni biết là nhiều tiệm nail mà mình đi tới, các thưa quý vị, thì họ hay trang hoàng những cái tiệm nail của mình qua những cái màu, ví dụ như màu cappuccino này, nó sang trọng. Burgundy không những là hên đối với người Việt Nam mình là hên không á, mà là cái màu đó nó cũng tỏa ra cái nét rất là quý phái nữa. Nhưng mà màu đen thì Ni là
rất rất là ít thấy, phải không? Yes. Người Việt Nam mình thì họ kỹ màu đen, họ không thích màu đen nhiều lắm, nhưng mà có những tiệm mà họ không muốn muốn đơn giản, họ không muốn trang bị thì họ cũng thích màu đen, especially là những cái người Mỹ trắng, những tiệm Mỹ trắng họ rất là thích màu đen, thì cái màu đó là cái màu mà nó làm cái tiệm họ sang. Đúng, yes. Chắc chắn là như vậy. Nếu ví dụ như là khán giả muốn biết thêm về những chi tiết đó, họ muốn sign up cái email vào cho công ty Lexor thì họ phải làm như thế nào ạ? Nếu mà quý vị lên mạng Lexor.com thì nó có một cái nút ở trên đó, nó kêu là sign up for newsletter hoặc là sign up for info. Hoặc là nếu mà quý vị nào có email, xin gửi email tới info@lexor.com hoặc là gọi vô thôi. Sẵn sàng bóc phone à. Bây giờ thì Hanson, tôi tổng kết vài lời về cái promotion này đi nha, tại vì giờ thì chúng ta cũng sắp hết rồi. Dạ, cảm ơn quý vị. Như Hanson với Jennifer trình bày đó, chương trình mà Sale Extended trên chi kế Luminous là chương trình mà buy one, get second one half off. Mà chương trình này only the extend và cưới, và nó sẽ end là cuối tháng 9 này. Cho nên quý vị để biết thêm chi tiết hay muốn kiếm một chiếc Luminous cho tiệm của mình, xin gọi ngay lập tức, xin phải công ty Exo, đó là số 1-866-733-4772. Cảm ơn Hằng Ni, cảm ơn Jennifer. Dạ vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay để đưa đến cho quý vị những cái promotion rất là hấp dẫn cũng như là những cái mặt hàng đang rất được ưa chuộng hiện nay. Hằng Ni xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình cùng với Hằng Ni cũng như là hai đại diện của công ty Paris Smart, công ty Lexor, và mong rằng sẽ gặp lại quý vị trong thời gian kế tiếp. Jennifer xin kính chào quý vị của đài truyền hình Little Saigon TV và xin kính chào Hằng Ni. Hanson xin đại diện công ty Lexor gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình của Little Saigon TV. Chào Hằng Ni. Lexor Paris Spa xin vào trang web lexor.com.